rung đầu nha. Đó, để rất là nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, bao là nhẹ nhàng hết rung đầu cho anh em luôn. Thì anh em mà muốn bảo dưỡng nồi Mio mà bị rung đầu chạy yếu hao xăng thì có thể qua bên mình nha, qua Độ Xe Việt Nam nha, bên mình nhận làm cho em, cam kết với anh em là hết rung đầu 100% nha. Xin chào anh em đến với Độ Xe Việt Nam, đang tiến hành bảo dưỡng lại cái nồi của chiếc Mio nha em ha. Nồi mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra và bảo dưỡng lại cho chủ xe nha anh em. Đây thì full nồi mình sẽ kiểm tra cho chủ xe từ nồi trước, nồi sau, bi nồi, dây cura, bố nồi, chuông nồi luôn nha anh em ha. Sau khi làm xong mình sẽ bao ok chủ xe nha anh em, bao êm chủ xe ha. Đó, anh em chạy Mio nào mà thấy cảm thấy hao xăng, nóng máy, chạy ì á thì cứ qua mình nha, bên mình có nhận làm hộp full nồi cho anh em. Phụ tùng Mio mình có đầy đủ ha, cho anh em chọn lựa và thay thế nha. Rồi mình sẽ bắn cái nồi trước nồi sau ra luôn nha anh em. Rồi mình đã hoàn thành xong bảo dưỡng full nồi của chiếc Mio nha. Sẵn đây quay lại cho anh em tham khảo ha. Đó là mình đã làm lại chủ xe là nồi trước nồi sau ha, canh lại chủ xe là bố và chuông nồi sau luôn. Đó giờ mình sẽ tiến hành upload vô và mình sẽ test thử cho anh em coi nha. Bao cho anh em hết rung đầu nha anh em ha. Đó, anh em muốn làm nồi Mio chạy bền mạnh thì có thể qua mình nha. Bên mình có nhận làm hết cho anh em. Từ cái bình zin tới hình độ nha. Đó, full là mình đã lắp ráp lại hết cho chủ xe nha. Cái nào không hư mình sẽ giữ lại cho anh em để anh em khỏi tốn tiền ha. Rồi, giờ anh Tuấn lắp cho em luôn. Rồi, giờ anh Tuấn kỹ thuật mình sẽ lắp cái ốc nồi nha anh em. Rồi sẽ test cho anh em coi luôn ha. Bao cho anh em là hết rung đầu 100% nha. Không còn rung phất nào nha anh em. Rồi giờ bắt đầu tiến hành vặn ốc vô nha em. Ốc vô rồi mình sẽ test anh em ha. Mình đã làm xong cái chiếc Mio anh em ha. Mio 115 đó, bao cho anh em hết rung đầu nha. Đó, để rất là nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, bao là nhẹ nhàng hết rung đầu cho anh em luôn. Thì anh em mà muốn bảo dưỡng nồi Mio mà bị rung đầu chạy yếu hao xăng thì có thể qua bên mình nha. Qua Độ Xe Việt Nam nha, bên mình nhận làm cho em. Cam kết với anh em là hết rung đầu 100% nha. Nếu mà còn rung đầu mình bao bảo hành cho anh em ha. Thì những gói nồi làm bên mình đều bảo hành cho anh em nha. Đó, lên ga rất là nhẹ nhàng ha. Máy lên là đi thôi, không có bị gào nồi, xào nồi nha. Đó, nồi rất êm. Đó, lên ga là nhẹ xe đi cho em liền. Sẵn đây mình sẽ cho anh em nghe tiếng nồi luôn nha. Rồi, bao em nha anh em. Đó, cái nồi mình đã lên cho anh em ha, bao em. Đó, quá em nha, hết xào rồi nha ha. Thì anh em muốn làm nồi êm hết vòng, hết rung đầu thì qua mình nha. Rồi, xin chào anh em.